Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin phá cửa cưỡng chế dân đi xét nghiệm, vi phạm quyền con người và vi phạm luật hình sự. Hoàng Điệp, phóng viên báo Tuổi Trẻ có bài viết về vụ phá cửa căn hộ chung cư để cưỡng chế một cô giáo yoga đi xét nghiệm COVID-19 đang gây phẫn nộ cư dân mạng. Bài báo đã bị gỡ xuống chỉ sau vài giờ nhưng nội dung đã kịp lưu lại, được chia sẻ như sau. Phá cửa cưỡng chế dân đi xét nghiệm vi phạm quyền con người. Đó là nhận định của luật sư Hoàng Văn Hướng, đoàn thành phố Hà Nội về vụ việc cán bộ phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương phá khóa căn hộ, sốc nách cưỡng chế người phụ nữ đi xét nghiệm COVID-19 trước mặt trẻ em. Đây là hình ảnh chụp từ video cho thấy đoàn cán bộ phường đang phá khóa nhà, sau đó bẻ trái tay bắt người phụ nữ xuống sân chung cư để xét nghiệm ngoáy mũi. Theo thông tin ban đầu, chính quyền phường Vĩnh Phú tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho nhân dân trong phường. Tuy nhiên, đúng thời gian phải xét nghiệm thì chị Hoàng Thị Phương Lan sống tại căn hộ chung cư E-Home 4 đang có giờ dạy học online yoga nên không ra ngoài xét nghiệm được. Sau đó, đoàn cưỡng chế bao gồm cả cảnh sát cơ động, công an phường, cán bộ phường v.v. đã phá khóa cửa để vào nhà, xốc nách chị Lan, lôi sình sạch ra khỏi nhà để xét nghiệm trước mặt đứa con trai của chị Lan. Nói về việc bị cưỡng chế đi xét nghiệm, luật sư Phạm Hoài Nam, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ quy định về việc xét nghiệm COVID-19. Cụ thể, quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ và Bộ Y tế về việc lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng thì khi cần thiết, cơ quan y tế có thẩm quyền được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm để giám sát và cách ly y tế và điều trị. Do đó, nếu người dân đã có thông báo của cơ quan chức năng về việc đi xét nghiệm mà không chấp hành, thì có thể căn cứ theo điều A khoản 2 điều 7 Nghị định số 117 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo đó, hành vi không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng. Đây là hình ảnh Võ Thanh Quan, Bí thư phường Vĩnh Phú, người có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc phá cửa và cưỡng bức chị Hoàng Thị Phương Lan đi xét nghiệm. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà cơ quan nhà nước có thể áp dụng với chị. Như vậy, theo quy định hiện hành thì một người không tuân thủ pháp luật về việc xét nghiệm cũng có thể bị cưỡng chế. Tuy nhiên, việc cưỡng chế này phải tuân thủ theo đúng quy trình mà pháp luật đã quy định. Nhưng cuối cùng thì người dân đã bị phá cửa, khóa tay. Tối ngày 28 tháng 9, một đoạn video đã ghi lại cảnh lực lượng chức năng cùng một số người mặc thường phục, trang phục công an và cảnh sát cơ động, cũng như đồng phục của một số lực lượng khác đang phá cửa một căn hộ chung cư, được chia sẻ trên mạng xã hội. Video cho thấy khi mở được cửa căn hộ, nhóm người xông vào khống chế người phụ nữ và yêu cầu đi xét nghiệm nhanh COVID-19. Giữa lúc bà mẹ bị hai người đàn ông khóa tay dẫn ra, có tiếng la hét của trẻ em trong căn hộ. Bình luận về vụ việc này, luật sư Phạm Hoài Nam nói tiếp như sau. Hành vi cưỡng chế này rất phản cảm vì trong nhà có phụ nữ và trẻ con. Người phụ nữ bị cưỡng chế không hề được nhận bất kỳ văn bản thông báo nào về việc buộc phải chấp hành quy định xét nghiệm COVID-19. Trong nhà lại có trẻ con, họ phá cửa xông vào nhà bắt giữ người mẹ, làm cháu bé khóc và la hét do hoảng loạn. Sốc tâm lý có thể ảnh hưởng đến sự phát triển về tâm lý lâu dài của cháu bé. Cơ quan chức năng cũng cần phải xem xét xử lý trách nhiệm của những người liên quan vì đây là hành vi trái pháp luật, có dấu hiệu xâm phạm chỗ ở và bắt giữ người trái pháp luật. Đây là hình ảnh biếm họa của La Thanh Hiền mô tả việc cưỡng bức người phụ nữ đi ngoáy mũi. Còn luật sư Hoàng Văn Hướng thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội thì nói rằng ông rất sốc khi xem clip cơ quan chức năng cho người phá khóa cửa cưỡng chế chị Lan ra sân xét nghiệm trong tiếng khóc thét của trẻ em. Ông nói, lúc mới xem, tôi tưởng là bắt tội phạm đặc biệt nguy hiểm vì thấy có sự hiện diện của cảnh sát cơ động, công an phường và rất đông cán bộ. Khi phá khóa vào được nhà, họ cũng không thông báo, trao đổi gì với người bị cưỡng chế, nên tôi càng tin rằng họ bắt tội phạm phạm tội quả tang hoặc tội phạm truy nã. Tiếng trẻ con khóc thét và tiếng chị Lan la lên là tôi đang làm việc, tôi còn đang làm việc, khiến tôi bàng hoàng. Người ta đã bẻ cánh tay và áp giải người phụ này ra ngoài. Trong tiếng khóc vang của đứa trẻ khiến tôi rất sốc. Nhưng tôi còn sốc hơn nữa khi hai cảnh sát áp giải chị Lan ra ghế để buộc phải xét nghiệm. Tôi không thể tin được,
là người ta cưỡng chế một người dân như áp giải một tội phạm chỉ để đi xét nghiệm, không hề tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Ông Hướng đã nói như vậy. Bình luận về việc phá khóa cửa và xốc nách chị Lan đi lấy mẫu xét nghiệm, ông Hướng cho rằng phải khẳng định đây là hành vi trái pháp luật và vi phạm nghiêm trọng về quyền con người mà hiến pháp và pháp luật bảo vệ. Bởi việc thực hiện một hành vi cưỡng chế một người phải thực hiện theo quy trình hành chính. Hình ảnh video về nội dung vụ việc cho thấy việc cưỡng chế không tuân theo một quyết định và một quy trình nào cả. Và dấu hiệu vi phạm luật hình sự đã diễn ra như thế nào với các quan chức này? Đây là hình ảnh vào hôm 1 tháng 9, ông Trần Tú Ân Châu, 49 tuổi ở Cà Mau, cũng bị cưỡng chế đưa đi cách ly tập trung, lý do vì ông Châu không tiếp tiến hành xét nghiệm COVID. Trao đổi với đài BBC tiếng Việt, luật sư Phùng Thanh Sơn, giám đốc công ty luật Thế Giới, nói rằng xét nghiệm là một trong những biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, do đó việc người dân từ chối xét nghiệm là sai. Tuy nhiên, việc người dân sai không đồng nghĩa với việc chính quyền hành xử như thế nào cũng được. Và việc chính quyền đem lực lượng súng phá khóa vào nhà, bẻ trái tay người dân, đem đi xét nghiệm là trái quy định. Đây là hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để bắt giữ người trái pháp luật, xâm phạm chỗ ở của người khác. Và hành vi này có dấu hiệu phạm vào tội bắt giữ người giam người trái pháp luật theo điểm A, điểm B, khoản 2, điều 157 Bộ Luật Hình sự và tội xâm phạm chỗ ở của người khác theo điểm A, điểm B, khoản 2, điều 158 Bộ Luật Hình sự. Từ đó, luật sư đã kiến nghị rằng để tránh tình trạng lạm quyền xảy ra khá phổ biến trong thời điểm hiện nay và để lấy lại niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước, thì cơ quan chức năng cần nhanh chóng khởi tố vụ án để xử lý nghiêm những cá nhân liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Việc này cần phải làm ngay, không nhất thiết phải có đơn tố cáo của người bị hại, vì trường hợp này, việc khởi tố không phụ thuộc vào yêu cầu của người bị hại. Còn trên trang Facebook cá nhân, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đưa ra lời bình luận như sau. Võ Thanh Quan, bí thư phường Vĩnh Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương đã kéo gần chục người gồm công an, dân quân vào để phá cửa một căn hộ, lôi xình xịch phụ nữ đi test, đã dấy lên sự phẫn nộ cho cả xã hội. Về đối tượng côn đồ đảng viên Võ Thanh Quan, y là bí thư Vĩnh Phú sang khóa thứ hai nhưng lại để ân oán khá nhiều với người dân ở đây. Đây là hình ảnh bộ test kit bán trong siêu thị Đức niêm yết giá có chưa đến 1 euro, tức là tương đương 25.000 đồng, nhưng đã được Bộ Y tế của Việt Nam duyệt chi với mức giá khổng lồ 238.000 đồng. Võ Thanh Quan cậy quyền cậy thế, ra chỉ tiêu cho đám sai nhà để điểm danh từng người bán hàng rong để thu. Có người buôn gánh bán bưng, ngày mưa tầm tã, không bán được, không có tiền nộp, thì quan lệnh tịch thu hết trở về phường, bỏ lại sự kêu gào bi ai của người yếu thế, khốn cùng. Sự ác ôn của quan chưa dừng lại ở đó, dịch này quan chỉ cho quán nào mở bán thì mới được bán, phải đóng tiền hàng ngày vào buổi sáng cho quan. Vĩnh Phú, những quán nào mở đều bán đắt như tôm tươi, thì tiền vào quan cũng thế mà nhiều lên. Mà chuyện đó là bình thường ở xã hội này, cờ tới tay ai người đó phật. Nhưng quay lại việc quan đã kéo sai nhà, có cả sĩ quan công an được đào tạo chính quy để thực hiện hành vi phạm pháp. Hành vi đó của họ đã phạm một lúc các ba tội danh như sau. Thứ nhất là chưa có lệnh khám xét mà tự ý phá khóa xông vào nhà người dân, xâm phạm nơi ở bất hợp pháp. Thứ hai là chưa có lệnh bắt người mà xông vào nhà áp giải người dân đi là bắt giữ người trái pháp luật. Thứ ba là bẻ tay lôi người đi trước mặt trẻ con giữa thanh niên bạch nhật là làm tội làm nhục người khác. Ba tội trên tội nào cũng có tội hình sự được quy định rất rõ ràng tại Bộ Luật Hình sự. Người thường sẽ phải xử lý nghiêm minh, không thể tha thứ. Vậy mà quan và đám sai nhà đang khoác áo công quyền đang thực thi công vụ lại phạm một lúc ba tội thì phải đem ra trước tòa án để trừng trị thích đáng. Ông nhà báo Phạm Minh Vũ đã nêu ra nhận định của mình như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2021 với bản tin phá cửa cưỡng chế dân đi xét nghiệm, vi phạm quyền con người và vi phạm luật hình sự Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.